Khoe với cả nhà nha, mình mới mua được cái nồi này nè các bạn, cái nồi đất nè, mình về mình bỏ thịt vô mình kho thử nè. Hồi xưa ở dưới quê mình có xài cái nồi này, sau này lên thành phố ít có thấy ai bán cái nồi này lắm. Cái ngày qua mình thấy ở chợ người ta có bán cái này dưới quê đâu, người ta đem ra người ta bán đó, thích quá cả nhà ơi. Mà cái nồi này nó đặc biệt lắm nha, mình tắt lửa cả buổi rồi nó cũng còn sôi nữa nha các bạn. Để chút mình tắt lửa xong rồi mình cho các bạn xem nha. Giờ để kho sắc sắc lại một chút đi. Trời ơi thơm quá. Thịt kho tiêu mà có cái nồi này, để bữa nào mình mua cá rô đó, mình kho me, kho bằng cái nồi đất này là thôi, nó ngon. Ăn riêng luôn á. Để mình xịt miếng tiêu vào. Nãy ướp rồi, bây giờ cho thêm chút tiêu nữa. Rồi để mình tắt bếp ha, mình tắt bếp rồi cho các bạn chia sẻ các bạn xem nha. Rồi mình tắt bếp đi ha. Tắt bếp rồi đó các bạn. Ồ, thấy không? Mình tắt bếp cả buổi rồi đó nha. Tắt cho đâu có lửa đâu mà nó cũng vẫn sôi quá chừng các bạn ơi. Ồ, lợi hại quá. Thơm quá các bạn ơi, thịt kho tiêu á. Kho bằng cái ơ này nó ngon lắm ha. Để ngày mai cái mình kho quẹt với tôm khô, lấy tôm khô kho quẹt cái bằng cái nồi này coi. Chắc là ngon lắm, nghe nói không cái nấu cơm trái á, cái quẹt với tại tôm khô kho quẹt ăn mà thịt kho này chút nữa kho quẹt ăn mình kho khô rồi cái mình có cơm trái đó. Mình nấu với cơm có trái đó cái mình ăn cái này cũng ngon lắm á. Thôi mình chia sẻ tới đây, mình xin kết thúc khoe cái nồi với các bạn cho vui. Thơm quá các bạn ơi.